Vừa nãy ở cái phần bài thực hành thì tôi đã giới thiệu cái cách cắt bằng cách tạo ra một vùng chọn và vào menu image chọn lệnh crop để cắt theo cái vùng chọn đó. Đây ví dụ tôi muốn lấy cái khung hình như thế này thôi. Đó, tôi vẽ ra vùng chọn và image và crop thì nó sẽ cắt theo cái vùng chọn mà chúng ta đã đặt ra. Đấy là một cách cách cắt bằng vùng chọn. Còn một cách khác thì chúng ta sẽ cắt bằng công cụ cắt gọi là công cụ crop. Công cụ crop nó nằm ở đây ở trên hộp công cụ. Khi các bạn nhấp chọn công cụ thì các bạn sẽ thấy cái trỏ chuột nó sẽ thay đổi như cái hình mà chúng ta đang thấy trên màn hình này. Và muốn cắt lấy phần nào thì các bạn bắt đầu nhấp chuột và các bạn vẽ ra một cái khung để xác định cái vùng các bạn muốn giữ lại. Khi các bạn vẽ ra như thế này thì các bạn sẽ thấy rất là rõ là nó phân định thành hai vùng. Một vùng là có cái tính chất là sáng, chính là vùng ở trong cái vùng cắt mà chúng ta tạo ra, còn một vùng bị sáng mờ bên ngoài. Vùng sáng mờ này chính là vùng sẽ bị loại bỏ. Các bạn có thể điều chỉnh đó là to nhỏ như thế nào, rộng hẹp như thế nào. Và sau khi mà chúng ta xác nhận cái vùng chúng ta muốn giữ lại thì các bạn nhấn Enter xác nhận và nó sẽ cắt theo cái yêu cầu của chúng ta. Ngoài ra thì các bạn còn có một số các cái tùy chọn ở trong này. Đấy, sổ cái danh sách ratio này ra thì các bạn có thể là cắt theo các tỷ lệ khung hình đó, 11 này, 45 này, hay là 80 này, 57 này, 23 này, hay là 16, 9, tức là các tỷ lệ khung hình tương ứng với lại các cái tỷ lệ màn hình mà chúng ta vẫn xem. Có một số các cái trường hợp là nó cho sẵn chúng ta một số các cái kích thước mà nó tương đối chuẩn theo một cái công việc cụ thể nào đó. Hoặc các bạn có thể xử lý bằng cách là gì đấy ạ? Gõ trực tiếp vào đây cho tôi một cái tham số nào đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắt theo tham số đó. Tham số này là có luôn cả chiều dài, chiều rộng bằng tính bằng đơn vị gì đó. Các bạn thích tính nó bằng pixel thì các bạn lại pixel, các bạn thích tính bằng mm, bằng inch, bằng cm thì các bạn gõ hẳn cái đơn vị đo vào. Tôi lấy ví dụ như là tôi có một cái ảnh như thế này. Chẳng hạn như là tôi có một cái ảnh chân dung này đi. Ví dụ thế. Đây là một cái ảnh rộng đúng không? Bây giờ tôi chỉ muốn cắt lấy như là một cái ảnh chân dung thôi. Thì tôi để ảnh chân dung thì nó có hai cỡ đúng không? Ảnh thẻ đó, ảnh thẻ. Ví dụ 34 và 46 đúng không? Ví dụ tôi để 34 này, 3 này. Nếu mà chỉ có số không thôi thì nó sẽ thuộc về tỷ lệ khung hình. Còn nếu mà có thêm đơn vị vào thì nó sẽ tính theo một cách khác. Đúng không? Đấy, ví dụ. Thế còn bây giờ sau khi mà chúng ta đấy cắt đây chưa đúng rồi, đây là bị tỷ lệ ratio này. Đây, bây giờ chúng ta thiết lập lại. Và nó còn cho chúng ta là thiết lập độ phân giải bao nhiêu. Ở đây thì tôi giải thích nhanh tí đẹp đã. Để tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ nói về sau. Tức là độ phân giải nó sẽ có nhiều độ phân giải khác nhau và nó phù hợp với lại những cái yêu cầu công việc khác nhau. Ví dụ như cái gì mà các bạn xem trên màn hình, xem trên web thì người ta chỉ để độ phân giải là 72 thôi. Còn nếu mà các bạn cắt mà các bạn làm những cái công việc mà liên quan tới in ấn offset thì lúc đó chúng ta sẽ phải để nó ở độ phân giải là 300 hoặc là một số độ phân giải khác thấp hơn trong các trường hợp không phải in offset. Đấy, nhưng mà cao hơn để thể hiện cho màn hình chỉ 72 thôi. Đây, tạo để 72 đi. 72 ở đây. Đó.
Đấy, thế vào bây giờ tôi co kéo nó lại để tôi lấy cái phần mặt thôi. Bây giờ sau khi mà tôi có cái ảnh này rồi, tôi kiểm tra lại xem nó có đúng với kích thước không. Đây, image này, image size này. Đây này, 3 đúng không? Và 3,99. Tại sao nó không phải là 4? Tại vì là ở đây có những cái trường hợp rất hiếm khi mà chúng ta cắt theo cái cách này mà nó khớp ngay lập tức được. Tại vì là cái đơn vị cấu thành của bức ảnh của chúng ta nó là pixel, mà pixel là đơn vị nhỏ nhất để xây dựng nên bức ảnh rồi, cho nên chúng ta sẽ không thể nào có được cái tình trạng là 10,5 pixel đấy, hoặc là 10 hoặc là 11, tức là hoặc là hụt đi một tí hoặc là gì đây, dôi ra một tí, chứ nó sẽ không có những cái tình trạng là nửa pixel hay 2/3 pixel đấy, cho nên nó phải buộc làm tròn. Thế cho nên là ở đây chúng ta có cái ảnh gọi là ảnh 3:4, nhưng thực ra trong trường hợp này hơi hụt một tí là 3 nhân với 3,99 thôi. Đấy. Thế và khi mà chúng ta cắt mà theo cái cách thiết lập kích thước này thì các bạn không không phải là các bạn kéo ra bằng đúng cái kích thước thật mà các bạn yêu cầu đâu, mà tùy vào tay kéo của các bạn thôi. Đó. Bây giờ ví dụ đây, tôi kéo một đường thế này, nó là bao nhiêu? Vẫn là 3:4 đúng không? Bây giờ tôi lại làm lại này, vết cắt vừa rồi tương đối to, bây giờ vết cắt thế này nhỏ đường này, nhỏ hơn một ít đó. Vẫn là gì đấy ạ? 3:4. Bây giờ tôi lại cắt một vết nhỏ hơn nữa, ví dụ chỉ ở đây thôi. Vẫn là 3:4. Ở đây có vấn đề gì xảy ra? Rõ ràng ba nhát cắt của chúng ta cắt ba cái diện tích to nhỏ hơn nhau trong thực tế lúc mà chúng ta vẽ ra trên màn hình, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn bằng nhau. Thì đây chính là cái lý do là nó chỉ quan tâm tới cái kết quả cuối cùng thôi. Tôi cần cái ảnh sau khi cắt xong thì nó có kích thước bao nhiêu. Đấy, và nếu như cái vết cắt mà to hơn cái kích thước đó thì nó sẽ nội suy, nó sẽ tự tính toán để nó co lại bằng kích thước. Nếu vết cắt mà bé hơn thì nó sẽ nội suy để nó kéo căng ra cho bằng kích thước yêu cầu. Đấy, và cái này nó sẽ giúp chúng ta là trong công việc như thế nào. Ngoài cái việc cắt cúp để loại bỏ một cái phần thừa nào đó tôi không muốn ở trong bức ảnh ra, thì nó còn có cái lợi thế khi mà chúng ta đã thiết lập một cái kích thước chuẩn khi mà cắt ra, thì nó sẽ giúp chúng ta là giải quyết vấn đề gì, cắt hàng loạt các ảnh khác nhau để đưa vào sản phẩm nào đó. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta làm một cái kiểu catalog giới thiệu sản phẩm chẳng hạn. Ở đây thì nó có một cái vấn đề là nếu mà chúng ta làm một cái công ty mà nó chuyên nghiệp đấy, và họ làm việc một cách nghiêm túc và có bài bản, thì chụp một cái sản phẩm để đưa lên họ cũng sẽ thuê một cái đội rất là chuyên nghiệp làm, và cái cách chụp, góc chụp, kích thước chụp ra là nó cũng tương đối là chuẩn giống nhau, và họ có thể là lấy luôn cái sản phẩm chụp xong là dùng xong. Nhưng mà đôi khi có những công ty nhỏ eo hẹp hoặc là họ không tính toán được những cái vấn đề đó ngay từ đầu, thì thường là trong các quá trình làm họ lại lấy những cái máy không chuyên nghiệp với những người không chuyên nghiệp. Hôm nay có vài sản phẩm sai một ông nhân viên ra chụp, ngày mai có một vài sản phẩm mới lại sai một bà nhân viên khác ra chụp. Nó có thể là rất khác nhau về phong cách, rất khác nhau về to nhỏ, xa gần, vân vân. Thế nhưng mà những cái ảnh như thế mà đưa lên một cái quyển catalog sản phẩm thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là nó lộn nhộn về mặt kích thước cũng như là về mặt phong cách. Do đó thì sẽ cần phải cắt lại về một cái kích thước nào đó để cho vừa phù hợp với kích thước tổng cũng như là cái độ lớn của cái sản phẩm ở trong cái bức ảnh đó. Thế thì với cái cách cắt mà có thể yên tâm là đồng bộ về về kích thước cuối cùng, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công cụ này để cắt cúp một loạt những cái ảnh để làm sao nó về được đúng một cái kích thước chuẩn, mà trong đó chúng ta chủ động chúng ta lấy được phần nào trong ảnh. Đấy, để nó sẽ tương ứng với nhau về độ lớn của cái sản phẩm đó trong ảnh. Đấy, hoặc là trong một vài trường hợp thì các bạn cũng biết rồi đấy, tôi cần một cái ảnh thẻ nhưng bây giờ lục mãi chả ra, bây giờ trong tay có mỗi một cái ảnh chụp chung với lại một đám chẳng hạn, thì tôi cũng có thể sử dụng cái này để cắt cúp một cái ảnh, cái phần mặt của tôi ở trong cái ảnh chung đó để tôi đưa ra
là tôi thay thế, tôi làm một cái ảnh thẻ tạm thời chẳng hạn. Thì đấy cũng là cái cách, thì đấy là cái công cụ cắt để mà chúng ta có thể cắt cụt cái bức ảnh của chúng ta theo một cái yêu cầu cụ thể nào đó. Còn trường hợp thứ hai tôi muốn nói đó là cắt theo một cái gọi là perspective. Perspective là thế nào? Vừa nãy là các bạn đang nhìn thấy là một cái ảnh nó rất là thẳng thớm đúng không? Các cái bức ảnh của chúng ta rất thẳng thớm. Còn trong trường hợp này thì không phải như thế. À, đây là một cái bức ảnh mà chụp đứng xiên, không chụp vuông góc vào cái bức tường. Và do chụp xiên như thế thì không gian nó có cái độ xéo của nó và nó có độ xa gần. À, nó sẽ tạo nên một cái khái niệm gọi là perspective, cái phối cảnh có độ hút về phía xa. Những cái gì gần chúng ta thì nó to, cái gì mà xa chúng ta thì nó nhỏ. Và lúc đó thì tôi muốn cắt lấy cái ảnh này để tôi dán vào một cái khung cảnh nào khác, rõ ràng là không được bởi vì nó bị méo. Thế thì cái công cụ perspective mà crop nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Đây các bạn quan sát, công cụ crop là ở phía trên, còn công cụ perspective crop là ở phía dưới. À, cái này thì nó có một chút cái khác biệt ở giữa các phiên bản đấy nhé. Các phiên bản CS6 hoặc là CC thì nó sẽ xuất hiện những cái này, nhưng mà những cái phiên bản về trước nữa thì nó sẽ lại giống công cụ crop này thôi, nó lại khác về cái cách vận hành đấy. À, công cụ perspective này thì nó sẽ hoạt động như sau. Các bạn nhấp chọn vào công cụ perspective, sau đó thì các bạn cứ vẽ đại ra cho tôi một cái vùng thế này đã, chưa cần khớp gì cả. Đến đây chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh bằng cách là phóng to lên, control phím cách, và chúng ta tạm thời hoán chuyển sang thành cái công cụ zoom tạm thời. Tôi phóng lớn cái góc này lên để tôi quan sát, sau đó thì nhả phím ra và chúng ta bấm chuột vào đây, chúng ta kéo nó lên góc chẳng hạn. Đến đây thì control 0 để, hoặc là control trừ đi để chúng ta thu nhỏ lại, và bây giờ chúng ta lại phóng lớn cái góc phía dưới này lên để chúng ta kéo tiếp nó xuống cái góc dưới của cái ảnh này. Đó, tiếp tục kéo tiếp, và kéo nốt lên cái góc phía trên này. Rõ ràng ở trong ảnh của chúng ta thì cái khung này nó bị méo đó, và sử dụng cái công cụ perspective crop chúng ta cũng vẽ ra một cái lưới bao phủ cũng có độ méo, méo theo chính cái góc méo của cái bức ảnh này. Sau khi mà chúng ta đã kéo cái khung này nó ăn theo được cái độ méo của cái ảnh ở trên màn hình, thì bây giờ chúng ta nhấp nút chuột hoặc là enter hoặc là tích vào dấu tích V trên này để xác nhận rằng là thực hiện cái thao tác cắt đi, và chúng ta sẽ thấy rằng là cái ảnh của chúng ta nó đã được cắt ra khỏi cái khung cảnh có tính chất perspective vừa rồi, và sau đó thì nó nắm lại trở thành vuông, thành sắc cạnh giống như chúng ta đứng vuông góc vào với cái bức tường và chúng ta chụp. Đấy. Đến bây giờ thì nó sẽ có một chút cái thao tác mà chúng ta cần phải làm, đó là gì đấy ạ? Điều chỉnh lại về cái khung ở bên ngoài. Đó. Do cái tính chất perspective cho nên là ngoài cái độ méo ra thì nó còn ảnh hưởng tới cả ánh sáng nữa. Thì các bạn thấy là gần chúng ta thì sáng mà xa chúng ta thì nó vào cái khuất thì nó tối hơn. Do đó thì cái khung này nó cũng không được đều màu. Đấy, thì bây giờ các bạn làm cho tôi một cái thao tác rất là đơn giản, là chúng ta vẽ ra một cái vùng chọn đó. Đấy, vẽ ra một cái vùng chọn bao lấy cái phần ảnh ở bên trong. Sau đó thì chúng ta lại Ctrl Shift Y hoặc là sử dụng lệnh này Select Invert, đảo ngược lại. Thay vì chọn cái ảnh thì nó lại chọn cái phần khung bên ngoài này. Và bây giờ muốn lấy màu đồng nhất thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ gì đấy ạ? AirDrop, công cụ lấy mẫu màu. Tôi lấy một cái mẫu màu ở phần đầu sáng này để đưa vào trong phần tiền cảnh. Hoặc là nếu tôi nhấn Alt, đó, tôi nhấn Alt mà tôi click thì nó sẽ đưa vào màu hộ cảnh. Và bây giờ tôi tô bằng phím tắt đó, ví dụ lấy màu hộ cảnh đi, Control Delete đi. Đấy, thì tôi sẽ tô được đều màu. Thì lúc đấy chúng ta sẽ xử lý được cả cái tình trạng là méo hình là một, và thứ hai nữa là sáng tối không đều nhau. Thì sau đó thì Control D gửi cái vùng chọn đi, thì chúng ta đã có một cái bức ảnh trông nó vuông vắn sạch sẽ, thay vì là nó bị méo mó khi mà chúng ta chụp chéo. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là rất nhanh chúng ta hiệu chỉnh lại cái trường hợp là một cái ảnh mà bị chụp chéo góc.